Rồi, xin chào tất cả cô dì bác anh em xa nha. Đó, nay được một số đồ như này nha các bác. Đó. Mấy con dao, đó, máy cầu này. Đó. Rồi, đầu tiên là cái mũ quạt này nha các bác. Mũ này, quạt này, tích hợp sẵn là cả năng lượng mặt trời nha các bác. Đó. Sạc năng lượng mặt trời. Và dây sạc có thể sạc dây sạc. Đó. Mũ mới nha. Mũ này các bác đi công trình, đó, đi ngoài trời, vùng nào nắng nóng ha, đó, có thể quạt. À. Cái này cái bảo vệ nó gắn mạnh rồi là ok rồi. Đó. Khi về thì nó có cái ngắt pin là rút ra nha các bác. Đó. Quay mát ha. Rồi cái nón này 120k nha. Đó, nón mới chưa sử dụng nha các bác. Tích hợp quạt luôn. Rồi tiếp theo đó là bút điện nha các bác. À, bút điện này, hàng này có số lượng luôn ha. Này nó có thể đo được thông mạch này. Đo thông mạch này, đó. Đo thông mạch ha. Khi mà có điện thì nó sẽ báo đỏ nha các bác. Khi có điện nó sẽ báo thêm một cái bóng đỏ này, này này, đây này. Đó. Khi có điện thì nó sẽ báo thêm một bóng đỏ nữa. Gặp dòng điện thì nó mới báo đỏ nha các bác, còn ví dụ như gặp từ trường nam châm hoặc là gặp mấy cái thông mạch như này nó cũng báo xanh nha. Đó. Chỉ gặp điện nó mới báo đỏ thôi. Đó. Các bác có thể dò được những cái đường điện âm tường này. Đó. Chỗ nào từ tiếc này. 35k một một em thôi nha. 35k một em ha. Giá cực hữu nghị ha. Rồi. F ha, F1 này, 700k này dao chặt ha. Một con dao chặt 3 lớp của Kaizo. 3 lớp thép ha. SUS440C ha. Hai carbon theo và thép không rỉ nha các bác. Lưỡi con này là 225 2005. Lưỡi 2005. Bản 9 rưỡi. Dài 3 ly nha các bác. Dài 3 ly. Đó, bao cho các bác về chặt gà vịt này. Đó. Gà vịt sườn non. Các bác mua về và để mấy cái tiệm chặt gà quay, vịt quay. Ok nha các bác. Rồi, bao các bác chặt gà vịt quay luôn ha. 700k F1. Rồi, F2 là một em vân búa nha. Cài. Dao chặt luôn. Con này lưỡi của nó 18 năm. 18 năm. Bản 9 rưỡi luôn. Này dài 2 ly rưỡi nha các bác. Dài 2 ly rưỡi. Những cái con mỏng mỏng như này chặt gà vịt nó không bị nát nha các bác. Con dày quá chặt nó hay bị nát. Con dày chặt xương thôi. Này gà vịt là chặt ok nè. Rồi con này 650k F2. Rồi F3 là một cây sabun khủng ha. Cái này lưỡi nó tới 30 33 33 3 33 33 325 vậy đó. Bản của nó 6 này. Cái này dài 3 ly ha. Sabun nha. Sabun này. Con này là thép ít rỉ nha các bác. Ít rỉ nha, có rỉ nhưng mà rất là ít rỉ ha. Cái này 1 triệu ha, cán của còn liền lạc hết, ok hết nha các bác. Rồi F4 là một cây Santoku vẫn gian mai, gian mai này. Vẫn gian mai nha các bác, 3 lớp vẫn gian mai. Con này thì mất vệ sinh, mất hãng rồi.
Rồi lưới của nó 14 năm. Bản 38 ha. Dày 2 ly. Cái này bán 280 mà giờ bán 200 này. Dạ, giá sâu cho quát xa luôn. 300k. Rồi, ép 5 150k. Đó, là một em 3 lớp. Ba lớp cán chữ D. Ồ, chữ trên cán luôn ha. Lưỡi 16-3 bản 4-4 này dài đi rưỡi ha, 160k ép 5. Rồi, F6 100k là một cái cây kìm của Sato. Đó, không biết cắt cái gì mà nó rất là dài ha. Sato. Rồi, 100k. F7 150k là một cái cây mài khuôn hay là bắn vít. Mài khuôn nhá quá, mài khuôn được mà bắn vít nhỉ, cái đầu này đầu mài khuôn. Đó, hàng của Denvo. Xài ok nhé các bác, đen vô Marking Japan này. Xài ok hết nè, test rồi, xài ok. Về để cắn dưới nguồn như là ok rồi. Giá 150k. Rồi, ở đây là có mấy cái mũi vít nè. Mũi vít PS2 này, Rodman USA nha các bác. PS2 USA. Mũi PS2 mới cáo luôn hay quá. Rồi 20k một mũi nha các bác, 20k một mũi. Mua nguyên hộp 200k. Họ 20k một mũi PS2. Ở đây là những cái mũi vít đóng PS1 nha. Là đóng mấy cái con ốc nhỏ đó các bác, mũi PS1 à. Mấy con ốc nhỏ đó. PS1. Nhỏ bự gì cũng được hết nha các bác. Ba mươi k một em mũi đóng. Rồi F8 ha, F8 300k một cái máy câu của Daiwa. Daiwa GS60. Máy những cái máy này thì nó thường thường nó câu biển hoặc là câu câu thuyền, câu ghe gì nha các bác. Ra những chỗ nước sâu đó thả đúng. Super là siêu khỏe, mạnh mẽ đó các bác. Hoạt động ok, tách hết ha. Đây quá. Rồi 300k nha các bác. F8, rồi F9 là 200k. Em này cũng dạng vậy ha, cũng hai là của Olympic. Cái con này nó của Olympic này. 200k. Cái con này thì nó như nó có thể quay trái quay phải luôn nha các bác. Tay trái tay phải đều được ha. Tay trái tay phải thì đều được hết. Rồi 200k F9. Rồi F10 là một cái cây cuốc xẻng đa năng nha các bác. Đó, 170k. Một cây vừa có thể là xài cuốc được, vừa có thể xài xẻng được nha. Cuốc xẻng đa năng. Đó, cuốc cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, cuốc đào nè. Rồi ấy thẳng ra thì nó xúc ha. Rồi 170k. Rồi, đó, có cái ví ở đây ha. Đó, ví trắng nè. 50k. Cái tay cái khóa kéo của nó được mạ vàng nha các bác.
mạ vàng, nó còn nguyên cả cái bịch gom dây này. Nói chung là hàng này hàng mới hết đấy các bác. Mấy cái túi này là túi mới ạ, chưa xài này. Ở trong còn cực kỳ mới đẹp luôn, da rất là mềm nha, da rất là mềm. Này mua tặng mấy ngày mua là bỏ iPad nè, có thể bỏ iPad vô, iPad hoặc là bỏ điện thoại hoặc là bỏ mỹ phẩm gì đó tặng cho mẹ ha. Còn bây giờ thì mấy chị gái bây giờ thì toàn xài hàng hiệu thôi. Và cái này cũng là hàng của tụi Nhật nha các bác. Túi mà Nhật cầm da nó mềm xèo nè, mềm da, da cực kỳ mềm luôn. Rồi có 50k thôi. Rồi ở đây là một cái túi da ha, túi này giống như da dê các bác, rất là dày, da dê da bò cực kỳ dày luôn nha. Cái này để giấy tờ được ok rồi, dày lắm nha các bác, hai miếng da rất là dày. Những cái này thì người ta phải may thủ công nha các bác, những cái đường chỉ chỉ may thủ công ha. À, được chỉ trả bán lửa ông nội luôn. Rồi cái này 650k ha. Khóa những cái quai này bằng đồng hết nha các bác. Rồi 650k. Rồi F12 ha. F12 là 150k một cái đèn Tajima. Tajima ha các bác. Cái này nó có 3 cấp độ sáng ha. Nó xài bằng pin nó xài bằng pin đồng hồ nha các bác, pin tiểu đồng hồ của mình ạ. Hoặc là các bác nhà các bác có cái pin sạc mà loại pin tiểu đồng hồ cũng bỏ vô cũng xài được ha. 150k ha. F13. Đó, một cái máy ảnh Olympus. Cái máy này thì các bác có thể mua về sưu tầm, chơi bời gì đó. Sưu tầm hoặc là các bác nào mà có pin có phim thì mua ha. Cái nội thất của nó cực kỳ mới nha các bác, nội thất bên trong mới cáo luôn. Đó. Cực mới luôn. Đó, cái này là phim này. Đây là máy chụp và sáng phim. Pin này à. À, rất là đáng mua về sưu tầm đấy quá, sưu tầm trưng tủ. F13 150k. Rồi F24 150k luôn, nó là cái máy kẹp nóng ha, uốn cái gì đó này này, lóc mở ra kẹp uốn, uốn cái gì thì uốn ha, hoặc là duỗi cái gì đó ha. Cái này xài điện 100V đấy quá, còn national nhớ là xài điện 100V nha, cái này cực kỳ mới luôn nè. On off nè. Rồi F15 là cái mỏ, một cái mỏ hàn ha. Hàn của Wood nè. Wood nè, in Japan nè. Cái này không biết đã để bao nhiêu watt à. Ba mươi watt. Nó hoạt động ok hết nè, 100k. Rồi F16 là một cái cờ lê nhanh. Cờ lê nhanh của Top nha. Top 300 mini. Rồi 150k F16. Rồi F17 100k nè ha. 100k. Một cái đo hơi Tokyo Japan. Dấu kiểm định nè.
Asahi à. Đó, hình giống mặt trời này. Đó, cái này thì là cái đo ký hơi ha. Đó, các bác ấn cái đầu kia vô là cái này nó phọt lên bao nhiêu là bao nhiêu ký ha. Đó, bao nhiêu ký trên 1 cm. Nói chung là ký đó. Đó, về xài đo ký đo mà không thì các bác có thể độ thành một cái bơm hơi cực kỳ ngon nha các bác. Rồi 100k F77. F18 là một cái đục vũm nha. Đó. Đục vũm ha. Còn rất là dài. Chỗ này để lâu nó bị oxy nha các bác. Chữ nhật này nè. Cái này đánh đi thì nó sẽ mới y chang như bên này luôn nha các bác. Đục vũm, nó cực kỳ khó kiếm nha các bác. 150k F18. Rồi F19 150k luôn, là một cái đào, một cái đào gì đó bằng thép trắng nha các bác. Thép trắng không rỉ ha. Nè, nó chày như thế này mà nó không rỉ, tức là nó sẽ là thép trắng không rỉ. Ok ha. Đó, 150k. Rồi F20 70k là cái kéo tỉa. Một cái kéo tỉa ha. Rồi 20 sen ha. 20. F21 là một cái kéo cắt cộng lực ha. Đó, kéo cắt cành hay là cắt gì đó cộng lực nha các bác. Rồi 150k. F22 250k, một cái vít đóng. Và con ken các bạn. Vít đóng con ken các bạn. Họ 250k. Đầu chưa bị tét chưa bị gì hết nè. Rồi. F23. F23 nó là một cái chuyển nguồn ha. Đó, chuyển nguồn. Ở 100V sang chuyển nguồn nó sang 13,8V. Đó, tức là 12V đó, mấy cái bình ắc quy đâu các bác ạ. Ắc quy ha. 13V là 4A. Power sup. Rồi, nhớ là xả điện 100V nha các bác. Đổi nguồn 250k. Rồi, F14, F24 80k. Là một cái ly ly khuấy sữa của Ensure này. Hàng của Ensure này các bác xài cái yên tâm nha các bác. Nó sẽ khuấy các bác đổ sữa bột vô. Rồi đổ nước vô là tự nó khuấy. Ở đây nó có hai cục pin đấy, xài pin điều khiển nha các bác. Các bác bỏ hai cục pin điều khiển vô là xài. 80k thôi. Rồi, F25. F25 nè, 90k. Bộ vòi xịt rửa cao áp ha. Vòi xịt rửa cao áp một bộ 90k. Đây là một cái súng xịt sơn ha. Ở bình dưới, bình này bình nhôm nha. Bình này nhôm, dày. Bé của nó 1.5 nha các bác. Bé 1.5. 350k. Rồi F27. Cái này thì nó là bình inox mà bình nó bình ở trên nha các bác. Bình trên. Này bé của nó cũng 1.5 nha. Đó, Tokyo. Nốt Japan Tokyo 350k F27. Rồi bác nào mua cái này thanh lý 100k luôn này, về nghiên cứu ha. Đó, nó là cái máy hút bụi đó, hút bụi lau nhà hay gì đó, thanh lý 100k về nghiên cứu, dây nguồn cực dài luôn nha các bác. Rồi mấy cái đèn pin này ha. Mấy cái đèn này bán có 70k thôi nè. Về soi gì thì soi ha. Bi cầu, cơ
cực đẹp luôn. Ba chế độ sáng. Về đêm soi cua soi cái thì soi nha các bạn. 70k thôi. Rồi, F28 ha. Đó, cái đồng hồ nè. Đồng hồ mà video trước nó em kêu nó chạy đó. Đó, bữa nay là bỏ pin nó chạy nó quê nha các bạn. Đó, quê cặp tròn, tức là xài theo sóng radio đó. À, sóng radio đó. Đó, em chỉnh giờ sẵn cho các bác rồi. Cái này thì nó chỉnh dễ lắm, chỉnh dễ hơn mấy cái đồng hồ đeo tay luôn nha. Đó, như đồng hồ em đeo tay này, cái này thì chỉnh nó khó nè. Còn cái này chỉnh cực kỳ dễ. Nó có mấy cái nút đằng sau nè. Đó, bốn nút đằng sau nè, cứ vậy là chỉnh thôi. Đó, xài hai cục pin đồng hồ. À. Đó, nó có lịch ngày tháng nè. Lịch ngày tháng nè. Lịch ngày nè, lịch tháng nè. Còn cái chữ này là hình như lịch thứ nhưng mà nó là chữ Nhật nè. Rồi các bác cứ chỉnh theo cái đồng hồ điện tử này, là cái kim này nó tự quay theo cái giờ điện tử này ha. Đây này. Đó, 2023. Ngày 8 tháng 8. 5 giờ 58 phút. Đó. Thứ 7, à, cái này thứ đâu. Đúng rồi. Này thứ các bác. Chủ nhật. Đó, 2. Ôi sao lại 1 2. Rồi thứ 3 đi. Rồi cái trong góc này thì thua ha. Đó. Rồi các bác cứ chỉnh giờ ok là nó sẽ kim này nó sẽ tự động chạy theo cái giờ múi giờ điện tử ha. Nè, còn sóng radio này, đó, bấm vô cái này tự nó dò ha. Tự nó dò sóng. Sóng nhưng mà ở Việt Nam mình nó không có cái sóng đó ha các bác. Rồi 400k F28. F29 là cái con robot ha các bác. Anh lý 100k không chạy. Nói chung là cắm sạc cho nó không lên đó. Không biết nó không chạy hay không, biết nó bị gì ha. Đó. Con robot. Đó, vừa hút nè, vừa quét nè, vừa lau nè, vừa hút vừa quét vừa lau nha các bác, tích hợp chức năng nó 100k. Đó, cắm sạc không lên nha. Về các bác nào mua về nghiên cứu hoặc là tháo đồ tháo đạc gì thì mua ha. Rồi F30 là cái máy bấm lực tay ha, máy đo lực tay, nó giống như đo cơ đó các bác. Cơ đây thì bác bấm nè, chiều cao nè, rồi cân nặng nè. Rồi cái này hình như là nhịp tim hay là cái gì đó. Nhịp tim thì phải. Rồi bấm nam hay nữ. Rồi bấm nút vàng này. Rồi bóp. Xem như kiểu đó. Cái này là cái gì đó. 12% 72 kg là sao. 150k F30. Bóng đèn này là bạn 90.000, 90 hay 80 gì đó. 60, 60 bóng đèn bắt muỗi nha các bạn. Bắt muỗi. Hoặc vừa có thể làm bóng nhà vệ sinh nè, hoặc là bóng ở đâu đó bóng ngủ nha. Thì có thể bắt được muỗi. Nó có 3 chức năng sáng. Bật hai lần thì nó sáng này, xong lần thứ ba là nó sáng cái đèn này để bắt muỗi nha các bác. Nó có cái bóng giống như bóng 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 UV đó. Sáng nó kiểu UV ví dụ muỗi đó các bác. Rồi, 60.000 đó, 60 ha. Rồi cái bộ này 400k nha các bác, 31 này. Đó, một cái bộ nguyên zin của nó này. Bộ làm lan đó. Làm lan làm cái kiểng làm bonsai đó các bác. Tô vít uốn kẽm này, rồi kéo tỉa này, rồi xẻng xúc này, cưa này, nguyên bộ còn mới này, để trong hộp luôn này. Đây của Golden Star Mini 400k.
Rồi. Rồi, có mấy cái đồ linh tinh này bác nào mua được cái gì thì mua ha. Họ bán giá cực rẻ đâu, bác nào mua gì liên hệ với em. Rất là nhiều đồ. Đồ ấy là đồ gì cũng khó hiểu quá. Muốn mua gì thì có thể liên hệ ha. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé.